Rồi. Ok. Hôm nay mình sẽ học lesson 6 ha. Lesson 6 trang 63 ha. Rồi bây giờ ok, so please open your book page 60, okay, 63. We will study lesson 6, okay, with listening skills, scale and speaking, also writing skill. Rồi hôm nay mình sẽ học lesson 6 và lesson 6 nó sẽ có 3 kỹ năng ha, nghe, nói và viết. Rồi bây giờ trước tiên là về kỹ năng nghe, đọc yêu cầu phần 1 cho cô này. Chưa mở mic kìa, mở mic lên đọc lại. Is that a risk? Loud. Loud. Okay. Right. Lucas. And là ai? Từ đây đọc lại gì vậy? And. Nada. Rồi. Tên cuối cùng, bạn cuối cùng tên gì? Ronis. Mình sẽ, rồi bây giờ mình sẽ nghe cái bài này, nghe 4-3 cái bức tranh này. Sau đó là mình sẽ nghe xem là cái bức tranh nào là về cái bạn nào. Cái đây có thể là một cái địa điểm nào đó mà cái bạn, một trong ba bạn này đi ha. Nên là nghe sau đó, nếu mà đó là địa điểm của Lucas thì ghi là L. Của Nada thì ghi là N. Và của Ronnie thì ghi là R ha. Rồi bây giờ tôi cho bạn sơ hai lần để nghe nha. Listening 58. Listen to the words. Write them in the correct box. Listening 60. Listen and write. Rồi, bắt đầu nghe L, nha. Lucas. N, Nada. Or R, Ronnie. Number one. My name's Lucas. This year, I went on holiday with my grandparents because my parents had to work. My grandparents have got a holiday flat near a beach. We went by car and it took 5 hours. We had lunch in a restaurant on the way. We went on the beach every day and played football and frisbee. My grandparents are really healthy and good fun. I had a great time. Number two. I'm Nada. I had a holiday with all my cousins in a big house in the mountains. I've got 8 cousins, so we had lots of fun together. There was a big lake near the house, so we went in kayaks and also tried water skiing. It was very warm, so it was okay when we fell in. We also went on some long walks. It was very beautiful in the mountains. Number three. My name is Ronnie. This year we didn't go away on holiday. We had our holiday at home. My parents didn't go to work for 2 weeks and we went to different places together each day. We went to the cinema, the zoo and a museum. We also went on a boat trip on the river. My friend came too and it was lots of fun. It was my favorite day, I think. Listening 60. Listen and write L, Lucas, N, Nada, or R, Ronnie. Number one. My name's Lucas. This year, I went on holiday with my grandparents because my parents had to work. My grandparents have got a holiday flat near a beach. We went by car and it took 5 hours. We had lunch in a restaurant on the way. We went on the beach every day and played football and frisbee.
My grandparents are really healthy and good fun. I had a great time. Number two. I'm Nada. I had a holiday with all my cousins in a big house in the mountains. I've got 8 cousins, so we had lots of fun together. There was a big lake near the house, so we went in kayaks and also tried water skiing. It was very warm, so it was okay when we fell in. We also went on some long walks. It was very beautiful in the mountains. Number three. My name is Ronnie. This year we didn't go away on holiday. We had our holiday at home. My parents didn't go to work for 2 weeks and we went to different places together each day. We went to the cinema, the zoo and a museum. We also went on a boat trip on the river. My friend came too and it was lots of fun. It was my favourite day, I think. Rồi, có đáp án chưa? Có nghe được bài không? Sao? Mở mic chưa? Chưa mở mic kìa. Dạ con. Rồi, có nghe được bài không? Rồi, được đúng không? Rồi, vậy cho cô biết number one hay là cái bức tranh đầu tiên là ok. Rồi, vậy bây giờ mình nói theo tên đi ha. Rồi, picture A, Sơn Điền, L, N, or R? L. Okay, you think L. Rồi, how about picture B? N. Bức hình B thì điền N nè. Rồi, okay. Còn picture C? R. Rồi. Rồi, giải thích cho cô tại sao bức hình A lại chọn là cái nơi của Lucas đến. Có nghe được cái từ khóa gì ở trong đó không? Dạ có. Rồi, nghe được cái gì nhỉ? My name is Lucas. Rồi, tiếp tục. Cái gì nữa không? Dạ không. Nghe được my name is Lucas. Rồi, vậy tại sao lại điền Lucas vào picture A? À, rồi, cô nhắc lại nha. My name is Lucas là Lucas đang nói về cái chuyến đi của mình. Và cái chuyến đi của Lucas, sau đó Lucas sẽ miêu tả về cái khung cảnh ở cái nơi mà mình đến. Được chưa? Và lúc đó mình mới điền vào cái khung cảnh đó. Có nghĩa là ba này mình sẽ tập trung vào cái việc mà cái nhân vật là người ta nói là number one, là số 1, là nhân vật số 1 chứ không phải là cái chạy không phải là number one. Rồi, nghe lần nữa nha. In the 60, listen and write L, Lucas, N, Nada, or R, Ronnie. Number one. My name's Lucas. This year, I went on holiday with my grandparents because my parents had to work. My grandparents have got a holiday flat near a beach. We went by car and it took 5 hours. We had lunch in a restaurant on the way. We went on the beach every day and played football and frisbee. My grandparents are really healthy and good fun. I had a great time. Number two. I'm Nada. I had a holiday with all my cousins in a big house in the mountains. I've got 8 cousins, so we had lots of fun together. There was a big lake near the house, so we went in kayaks and also tried water skiing. It was very warm, so it was okay when we fell in. We also went on some long walks. It was very beautiful in the mountains. Number three. My name is Ronnie. This year we didn't go away on holiday. We had our holiday at home. My parents didn't go to work for 2 weeks and we went to different places together each day.
We went to the cinema, the zoo, and a museum. We also went on a boat trip on the river. My friend came too, and it was lots of fun. It was my favorite day, I think. Rồi, sau khi nghe lần thứ ba thì có đáp án chưa? Mở mic lên nào. Dạ rồi. Sao vậy hả? Sao mà buồn ngủ vậy? Hả? Học buổi sáng hay buổi chiều vậy? Sao? Học buổi sáng chiều. Học hai buổi luôn. Dạ. Rồi, hay gì mệt ha. Rồi, bây giờ có đổi đáp án lại không? Hay là vẫn giữ nguyên? Mạng yếu quá ha. Thông cảm xíu nha. Mạng bên nhà cô hơi bị yếu. Rồi, ok, có đổi đáp án lại không hay là giữ nguyên? Giữ nguyên. Rồi, giữ nguyên đúng không? Rồi, bây giờ mình cùng nghe và sửa nha. Rồi. Listening 60. Listen rồi. And nghe write từng câu, ha. L, Lucas, N, Nada, or R, Ronnie. Number 1. Rồi, number 1 là nhân vật đầu tiên đó. My name's Lucas. My name's Lucas, đúng không? This year, I went on holiday with my grandparents. Rồi, Lucas mới nói gì ạ? This year? This year, I went on holiday with my... With my... Rồi, nghe lại nha. Lại nha. My name's Lucas. This year, I went on holiday with my grandparents. With my grandfather. Đúng rồi, grandparents là ai vậy? Grandparents là ai? Bà. Ông bà. Because my parents had to work. Because my parents have to. Nghe được cái từ cuối không? Work. Đúng rồi, work. Bởi vì ba mẹ của tôi phải làm việc ha. My grandparents have got a holiday flat near a beach. My grandparents have got a holiday near, okay, which at the beach. Nghe được câu đó không? Nghe lại nha. It's had to work. Rồi. My grandparents have got a holiday flat near a beach. Okay. My grandparents have got a holiday where at the beach. Rồi. Ông bà của tôi có một cái kỳ nghỉ ở đâu? At the beach là ở đâu vậy? Ở biển. Ở biển đúng không? Mình nghe tới câu đó rồi mình vậy mình biết là cái kỳ nghỉ của Lucas nó ở đâu? Ở bức tranh nào? A, B hay là C? À. A, B hay C? A là hồ hay là biển? B. A là cái gì ạ? A là hồ hay biển hay sông? Sông. Maybe sông, sông hoặc là rồi. Cô nghĩ là hồ ha, bởi vì sông nó sẽ lớn hơn xíu rồi. Vậy mình nghe tới cái câu đó thì mình biết là Lucas nè. Mình sẽ điền Lucas vào cái bức tranh có biển này. Kỳ nghỉ của Lucas và ông bà ở biển. Tiếp tục này. We went by car and it took 5 hours. Rồi, we went by gì? We went by gì ạ? Car, đúng rồi. And it took how much time? Nó tốn cái bao nhiêu thời gian để đến đó vậy? Lại nha. My grandparents have got a holiday flat near a beach. We went by car and it took 5 hours. Rồi.
Đúng rồi, 5 hours. Tiếp tục. 5 tiếng ha. We had lunch in a restaurant on the way. We had lunch at the restaurant on the way. Chúng tôi ăn trưa ở đâu? Restaurant là ở đâu vậy? Restaurant. Ở nhà hàng on the way. Có hiểu, có biết cái cụm on the way không? Trên đường đi. Được chưa? On the way là trên đường đi á. We went on the beach every day. We went. Place E. Lại nha. In a restaurant on the way. Rồi, nghe nè. We went on the beach every day and played football and frisbee. Played E. Football. Đúng rồi, and. And a quick bit. Rồi, and cái gì nhỉ? Nó nghe từ frisbee. Đó. Ok. Rồi, frisbee nó là một cái tên gọi ha. Nó là một cái tên gọi của một cái môn thể thao. Có nghe tới môn ném đĩa chưa? Chưa. Ném đĩa ở trong thể thao là người ta sẽ cầm một cái vật thể mà nó giống với là cái đĩa nhưng mà nó lại không có lõm như cái đĩa mà nó tròn. Nó đầy hơn xíu ha, mà người ta chơi ném với nhau ha. Rồi, frisbee là ném đĩa, được chưa? Rồi, tiếp tục. My grandparents are really healthy and my grandparents are really healthy. Healthy là gì sơn? Healthy là gì? Healthy là liên quan tới sức khỏe. Người healthy là người như thế nào? Good fun. I had a great time. Rồi. My grandparents are healthy and could fun. So I had a great time. Rồi. Ông bà của tôi là người như thế nào đó với sức khỏe mà để mà họ có đủ sức để họ vui chơi. Người già như thế nào thì mới đủ sức để vui chơi? Khỏe mạnh. Đúng rồi, khỏe mạnh, mình có từ healthy là từ khỏe mạnh. Ông bà của tôi rất khỏe mạnh nên là có thể vui chơi với tôi ha. Nên là tôi đã có một khoảng thời gian rất là tuyệt vời. Rồi, sang số 2, nhân vật thứ 2 là Nada. Number 2. I'm Nada. I had a holiday with all my cousins in a big house in the mountains. Rồi, I have. I'm Nada, okay. I had a holiday with all my gì? Nghe tên gì? All my gì? Mà. Tất cả những ai? Hả? All my gì? Oh my. Nghe lại nha. I'm Nada. I had a holiday with all my cousins in a big house in the mountains. Nghe không? Có nghe ra không Sơn? Mountain. Oh my gì? Rồi, nghe được từ mountains. In a big house. Okay, in a big house on the mountains. Rồi, ở trong một căn nhà lớn ở trên núi đúng không? Nhưng mà đi với ai? All my gì? Lại lần nữa nha. I had a holiday with all my cousins in a big house in the mountains. Rồi, all my gì ta? Cousin. Rồi, cousin. Cousin là ai? Anh em. Đúng rồi. I've got 8 cousins. Vậy có bao nhiêu anh em họ hàng vậy? 8. Đúng rồi. So we had lots of fun together. I have 8 cousins, so we have had a lot of fun together. Tôi có tới 8 anh em họ nên là chúng tôi vui chơi rất là vui. Chúng tôi rất là vui. Chúng tôi rất là vui vẻ với nhau ha, kiểu như là vui chơi rất là vui với nhau. Ừ. Nói chung là vui chơi. Nói chung là rất là nhiều niềm vui ha. There was a big lake near the house. Rồi, there was a big gì? Big lake in the house. Big gì near the house. Rồi, bây giờ cho cô biết này. Biển là cái gì? Beach. Tiếng Anh biển là cái gì?
beach. No, beach là bãi biển, là có biển và có cát luôn. Biển là sea. Này, biển là sea. Sông là cái gì? Sông là cái gì? Bắt đầu chữ R. I V E R. Từ này đọc là cái gì? Reverse. River. River là sông. Hồ là gì ta? Cake. Bắt đầu bằng chữ L. Hồ là gì ta? L A K E. Đọc là gì? Lake. Lake. Rồi, và bây giờ nghe lại câu vừa rồi nha. So we had lots of fun together. Rồi nghe này. There was a big lake near the house. Rồi nghe không? There was a big gì? Lake. There was a big lake near my house. Có một cái hồ gần nhà của tôi. Nghe tới câu đó là biết khoanh vô cái big picture nào rồi. Picture nào mà có cái hồ? Picture A. Picture A, cái này là cái hồ nha. Để ý này, cái hồ nó khác cái sông là sao. Nó sẽ được bao phủ xung quanh bởi đất ha. Và nó chỉ là một cái diện tích nước nhỏ thôi. Rồi, nên là ở đây sẽ là nada. Mình sẽ điền N vào. Rồi, tiếp tục nha. So we went in kayaks and also tried water skiing. It was very warm. So it was okay when we fell in. We also went on some long walks. It was very beautiful in the mountains. Rồi, cho cô biết hai môn thể thao ở trong đây là hai môn gì? Có một cái hồ gần nhà thì họ đã chơi hai cái môn thể thao đó với nhau. Và hai cái môn thể thao đó là hai môn gì ta? Nghe được không? Nghe không? Rồi, nghe lại nha. So we went in kayaks and also tried water skiing. Rồi. We went in gì? Kayak. And rồi, đầu tiên là kayak trước đi ha. Mình có từ kayak. Rồi, tiếp tục nha. Each cousins. So we had lots of fun together. There was a big lake near the house. So we went in kayaks and also tried water skiing. Rồi, nghe được từ gì? Từ vừa hiện qua đó. Từ vừa được đọc qua đó. And also skiing. Water gì? Water skiing. Water skiing. Rồi, cái này môn này nè. Rồi mình có môn kayak. Kayak là những cái người này đang ở trong nè, những cái vật mà màu xanh, màu vàng, màu đỏ này, nó là cái gì ạ? Nó là cái gì chứ? Lá thuyền. Những cái nó là cái thuyền đúng không? Rồi, vậy kayak là cái việc mà con người á ngồi lên trên cái thuyền đó và chèo. Kayak là chèo thuyền. Được không? Rồi, vậy water skiing là cái gì? Rồi, water skiing là cái người này nè. Quan sát cái người này nè. Cái người này đang làm cái gì ạ? Người đó đứng trên một đúng rồi, trượt nước. Người đó đang đứng trên một cái ván và được một cái chiếc cano kéo đi ha. Là môn trượt nước, là water skiing. Còn kayak là môn chèo thuyền, chèo xuồng ha. Mà cái xuồng này thường là xuồng một người ngồi ha. Một tới hai người ngồi thôi, không có ngồi nhiều. Rồi. It was very warm. So it was okay when we fell in. We also went on some long walks. Cái này là cái trải nghiệm. It was very beautiful in the mountains. Rồi, tới câu 3. Number 3. My name is Ronnie. This year we didn't go away on holiday. Right, this year we didn't go away on holiday. Rồi, năm nay thì họ có đi đâu để nghỉ mát không? Didn't go anyway on this holiday. Năm nay họ có đi đâu để nghỉ mát không? Dạ có. Nghe từ didn't không? Rồi nghe lại nha.
Number 3. My name is Ronnie. This year we didn't go away on holiday. This year we didn't go away on holiday. Nghe được câu đó không? Chị không? Vậy họ có đi đâu trong kỳ nghỉ mát không? Không. Didn't nó bằng cái gì Sơn? Không. À, không, didn't nó bằng với did not. We had our holiday at home. We had a holiday at gì? Home. À, họ có một cái kỳ nghỉ ở đâu? At home. Ở nhà. At home. À, ở nhà. For 2 weeks, go away on holiday. We had our holiday at home. My parents didn't go to work for 2 weeks. My parents didn't go to work for how many weeks? Ba mẹ của bạn này không đi làm trong vòng bao nhiêu vậy? Bao nhiêu thời gian? Bao nhiêu tuần? Nghe lại nha. My name is Ronnie. This year we didn't go away on holiday. So tried water skiing. Number 3. We had our holiday at home. Rồi. My parents didn't go to work for 2 weeks. Rồi, and we went to different places. Đúng rồi, 2 weeks. Together each day. Rồi, we go to different places together every day. Rồi, bởi vì cái gia đình của bạn này không có đi nghỉ mát nên là gia đình của bạn này quyết định là đi nghỉ, có một cái kỳ nghỉ ở nhà và họ đã đi đến rất là nhiều nơi mỗi ngày ha. We went to the cinema, the zoo, and a museum. Rồi, we went to the gì? Trước tiên là the gì? Animal. No, see gì? Animal. Trời ơi, animals. Tại sao lại là animals? Chúng tôi đến con vọt là sao? We went to the... Chúng tôi đi đến là biết cái địa điểm rồi. Tại sao lại có cái danh từ con vọt ở trong? Nghe lại này. And we went to different places together each day. Rồi. We went to the cinema, the zoo, and a museum. Rồi, nghe được chưa? We went to the gì? Animal. Cine animal. Giỡn với cô hả? Có học hay không? Nãy giờ ngồi không có tập trung, ngồi chơi gặp cái gì á? Rồi thẳng lưng lên coi. Nghe lại. Weeks, and we went to different places together each day. We went to the cinema, the zoo, and a museum. Rồi. Went to the gì? Cinema. Biết cinema là ở đâu không? Ở phim. Rồi the gì nữa? Zoo. Là gì? Zoo. Zoo là ở đâu? Từ đó đọc là zoo hả? Là gì? Zoo. Zoo. Tại sao đọc là zoo rồi zoo? Rồi zoo là ở đâu nè? Zoo là ở đâu? Sở thú. Rồi. Và ở đâu nữa? Còn một cái địa điểm nữa. Lại nha. But each day, we went to the cinema, the zoo, and a museum. Rồi. Là gì? Museum. Museum là đâu? Đó là. Ừ. We also went on a boat trip on the river. We also went on a boat, gì? Boat trip on the river. Boat trip là gì vậy? Cái chuyến đi bằng cái gì? Boat. Chuyến đi bằng thuyền ha, tham quan bằng thuyền ở trên sông. My friend came too and it was lots of fun. My friends came too and it was a lot of fun. Rồi, bạn bè của tôi cũng tham dự nữa và nó rất là vui. It was my favorite day, I think. It was my favorite day, I think. Tôi nghĩ đó là cái ngày mà tôi yêu thích nhất.
Rồi, cái bài nó vậy ha. Đáp picture C thì là Ronnie là đúng rồi, bởi vì ở trong cái phần Ronnie liệt kê là có là the cinema, the zoo and the museum. Và ở đây nó có cái bức tranh này là một cái cảnh của sở thú ha. Rồi, bây giờ mình sẽ sang phần 2. Listen again and circle. Rồi, bạn Sơn sẽ có 2 lần nghe nữa và để khoanh tròn cái đáp án được chưa? Rồi, bây giờ cô cho 1 phút đọc bạn đọc 4 cái câu hỏi và những cái câu trả lời trước khi nghe này. Ok, bây giờ mình nghe nha. Listening 61. Listen and point. Cartoon. Radio. Đợi cô xíu ha. Camcorder. Nghe lại cái file kia mới đúng. The rồi, new. Nghe lại nha. Listening 60. Rồi. Listen and write. L, Lucas. N, Nada. Or are Ronnie. Rồi, nghe ba bạn này và khoanh tròn đáp án. My name's Lucas. This year, I went on holiday with my grandparents because my parents had to work. My grandparents have got a holiday flat near a beach. We went by car and it took 5 hours. We had lunch in a restaurant on the way. We went on the beach every day and played football and frisbee. My grandparents are really healthy and good fun. I had a great time. Number two. I'm Nada. I had a holiday with all my cousins in a big house in the mountains. I've got 8 cousins, so we had lots of fun together. There was a big lake near the house, so we went in kayaks and also tried water skiing. It was very warm, so it was okay when we fell in. We also went on some long walks. It was very beautiful in the mountains. Number three. My name is Ronnie. This year we didn't go away on holiday. We had our holiday at home. My parents didn't go to work for 2 weeks and we went to different places together each day. We went to the cinema, the zoo and a museum. We also went on a boat trip on the river. My friend came too, and it was lots of fun. It was my favorite day, I think. Nghe lần hai ha. Nhớ khoanh tròn đáp án nha. Listening 60. Listen and write. L, Lucas. N, Nada. Or are Ronnie. Number one. My name's Lucas. This year, I went on holiday with my grandparents because my parents had to work. My grandparents have got a holiday flat near a beach. We went by car and it took 5 hours. We had lunch in a restaurant on the way. We went on the beach every day and played football and frisbee. My grandparents are really healthy and good fun. I had a great time. Number two. I'm Nada. I had a holiday with all my cousins in a big house in the mountains. I've got 8 cousins, so we had lots of fun together. There was a big lake near the house, so we went in kayaks and also tried water skiing. It was very warm, so it was okay when we fell in. We also went on some long walks. It was very beautiful in the mountains. Number three. My name is Ronnie. This year we didn't go away on holiday. We had our holiday at home. My parents didn't go to work for 2 weeks and we went to different places together each day. We went to the cinema, the zoo and a museum. We also went on a boat trip on the river. My friend came too, and it was lots of fun. It was my favorite day, I think. Okay, number one, how did Lucas get to the beach? Rồi, câu này có nghĩa là gì ạ?
Mommy? Chưa mở mic kìa. Rồi, câu này có nghĩa là gì? Luca đi chuyến bằng phương tiện. Luca đi biển như thế nào? Hay đi biển bằng gì? Rồi, cho cô đáp án. Đi biển bằng xe hơi. By a car. By car. Rồi, number two. How long was his journey? Có nghĩa là gì? Rồi bắt đầu dịch từ his journey. Nhớ journey là gì không? Rồi, hành trình của anh ấy như thế nào? How long? Hành trình của anh ấy bao nhiêu? Kéo dài bao nhiêu? Kéo dài bao nhiêu phút? Kéo dài bao nhiêu lâu, được chưa? Rồi nó có thể là phút, có thể là tiếng ha. Rồi, đáp án là gì? Five gì? Hours. Hour. 5 hours là bao nhiêu lâu? 5 tiếng. Rồi, how many cousins has Nada got? Dịch nào. Nada có? Nada có bao nhiêu anh chị họ hàng? Nada có bao nhiêu anh chị em họ hàng? Rồi, bao nhiêu vậy? 8. 8. Rồi, number 4. What was Ronnie's favorite day? The zoo, the sports game, or a boat trip? Rồi, câu 4, câu hỏi thứ 4 có nghĩa là gì ạ? Rồi, bắt đầu dịch từ favorite day trước này. Favorite day là gì? Ngày gì? Ngày yêu thích của? Ngày yêu thích của Rona. Ronnie là ngày nào? Ngày yêu thích của Ronnie là ở đâu vậy? Ở sở thú, khi mà chơi những cái trò chơi thể thao hay là trong cái chuyến đi thăm quan biển? Đáp án nào? A boat trip. Rồi, a boat trip. Rồi, tất cả đáp án đều chính xác ha. Ngày yêu thích của Ronnie là cái ngày mình được đi cái chuyến đi bằng thuyền, cái ngày bạn được bạn bè, có cả bạn bè tới tham dự nữa ha. Rồi, mình sẽ sang phần speaking này. Number 3, ask and answer. Okay, so you have to answer these 6 questions. Rồi, bây giờ phải trả lời 6 cái câu hỏi này cho cô ha. Rồi, cô cho 2 phút để quan đọc ra những câu hỏi này và tự chuẩn bị trước khi câu hỏi này. Ai, bây giờ cô sẽ hỏi ha. Rồi đâu mất tiêu rồi. Mở camera lên này. Where are you going? Anh Sơn đâu rồi?
Sơn đâu? Mở camera lên này. Sơn đâu rồi? Đâu ạ? À? Trốn đâu vậy? Trốn cô chi vậy? Trốn cô đi lấy Milo uống đúng không? Nhanh dữ ha. Rồi. Rồi vậy bây giờ uống đi. Hút cho xong đi rồi cô hỏi ha. Vừa uống Milo vừa suy nghĩ câu trả lời đi nha. 2 phút nữa. Finish. Rồi, ok. Number one. Did you go on holiday last summer? I go. Rồi, khoan. Did you go? Thì gì đây? I went on. Holiday. In pool, huh? Hồ bơi, huh? Yes. Okay, I went on. Okay, did you go on holiday last summer? Rồi, trả lời là yes hay là no cho cô là được rồi. Yes or no? Yes. Okay, rồi. Yes, I. Yes, I did. Oh, yeah. Yes, I did. Rồi, number two. Where did you go? I go, hả? Có thấy chính không? I went to the pool. Okay, I went to the pool or the swimming pool đi ha. Rồi, number three. How did you travel there? Nó giống như là how did you go there đó. Giống như là câu ở trên này. Cái câu mà... Sorry. Câu... Cái câu mà how did... Rồi, nó giống như cái câu ở trên. Cái câu mà... How did Lucas get to the beach? Đừng kiểu giống vậy ha. Giống nó giống như là how did you get there? How did you go there? Có nghĩa là hỏi mình đi tới đó bằng cái gì á, đi tới đó như thế nào á. By. Đơn giản trả lời cho cô là by. By car thôi ha. Rồi number four, what did you do? I swimming. Rồi, hay rồi, chỉ là swim thôi nhưng mà quá khứ của swim là cái gì ta? Quá khứ của từ swim là từ swam. Ha. Hay swam gì? I swam in the pool. Okay, I swam in the pool. Rồi, đợi cô nha. Rồi. Ngoài ra còn làm gì nữa không? Có ăn tối hay là cái gì? Có ăn uống hay là chơi cái gì nữa không? Dạ không. Okay, rồi. Number five. What was the weather like? It's sunny. Okay, it's sunny. Good. Trời có nắng ha. Rồi, number six. Did you eat any special food? Có ăn cái món gì đặc biệt không?
ai? Hôm trước tiên trả lời cho cô là yes hay là no trước cái đã. No, I didn't. Okay, no, I didn't. Rồi, vậy là ngày hôm đó ăn gì ạ? Nếu mà không có ăn món gì đặc biệt thì là ăn cái gì? I ate. Quá khứ của eat là ate. I ate. I ate the noodles. Okay. I ate the spaghetti. Spaghetti, right? Spaghetti, right? Mẹ ý đúng không? Yes. Rồi, I ate spaghetti. Spaghetti. I don't know what. Okay, I don't know whether it's true. Okay, it's true or false. Rồi. Okay, đó là phần speaking của mình ha. Bây giờ mình sẽ qua sang phần writing này. Rồi, phần writing của mình là cái gì? Number one, put the stamp the top on the right. Number two, write the name first. Number three, write the house or flat number, then the road. Number four, write the town. And number five, finally, write the postcode at the end. Rồi, đây là năm cái nguyên tắc khi mà mình viết một cái địa chỉ trong thư. Được chưa? Rồi, nhìn sang cái lá thư bên tay phải cho cô. Rồi, nhìn sang cái lá thư bên tay phải này. Rồi, bây giờ quan sát number one trước. Number one, cái này là cái gì vậy? Cái vật này là cái gì? Nói tiếng Việt đi. Cái vật đó là cái gì? Giấy. Pha giấy nữa. Nó là cái gì mà người ta sẽ dán bên trên mấy cái bức thư? Thiệp. Tem. Được chưa? Nó là cái tem. Và mình có cái từ tem trong tiếng Anh là từ stamp này nè ha. Rồi nó là cái tem. Rồi vậy phải làm như thế nào với cái tem? Quan sát lại câu 1. Đọc câu 1 lại cho cô. Put the stamp. Put the stamp at the top on the on. À, rồi, vậy cho cô biết là cái tem sẽ được đặt ở đâu? At the top là đặt ở đâu? Đặt bức thư. At the top. Rồi, top người ta chỉ có vị trí là trên, dưới, trái, phải thôi. At the top là ở đâu? Ở trên. À, at the top là ở trên. Rồi, on the right là bên phía nào? Bên trái hay bên phải? Right là bên trái hay bên phải? Bên trái. No, bên trái là left. Bên phải là right. Được chưa? Rồi, phải nhắc lại cho cô. Cái tem sẽ được đặt ở đâu trong bức thư? Đặt ở bên trái trong bức thư. Cái gì? Mới vừa nói right là bên trái hay bên phải? Đặt ở bên phải trong bức thư. Ở bên phải nhưng mà ở đâu? Ở trên hay ở dưới? Top. At the top là ở trên hay ở dưới? Ở trên. Ở trên bên phải. Được chưa? Giống như ở trong bức thư này. Tập trung học nha. Rồi. Số 2. Harry Jones. Harry Jones là cái gì? Là một cái gì? Harry Jones là một cái gì vậy? Là một cái... Ví dụ là Trần Lê Sơn á, là cái gì? Tên. Tên. Harry Jones cũng là một cái tên, được chưa? Rồi, là số 2. Rồi, đối chiếu vào số 2 cho cô. Đọc câu 2. Write the name first. Rồi, vậy name sẽ được ghi ở cái dòng thứ mấy? First là dòng thứ mấy? Số 2. No, first. Cái gì đó first? First là trước nhất luôn. Là dòng thứ mấy? Dòng nhất. Dòng đầu tiên. Rồi, vậy là ngay sau khi dán cái tem thì cái tên sẽ được ghi ở dòng đầu tiên. Rồi, number 3.
36 Cherry Tree Road. Rồi, cái này là cái gì vậy? Số 36 đường Cherry Tree hay là đường cây Cherry? Rồi, đó là cái gì vậy? Số nhà kèm tên đường thì nó là cái gì? Location á. Đó là cái gì? Đường nhà. Địa gì? Địa gì? Địa điểm hả? Địa chỉ. Được chưa? Nó sẽ là cái địa chỉ. Được chưa? Và ở đây cụ thể sẽ là số nhà và tên đường. Rồi. Số nhà và tên đường rồi. Vậy đọc câu số 3 cho cô. Nhanh nè, tập trung học chứ mấy là học tới 9 giờ nha. Ngồi chơi đi, cô cho học tới 9 giờ đó. Right, the house of that number, that the road. Van. Then a road. À, rồi, dịch luôn. Cái dòng thứ hai sẽ là cái gì? 36 là cái gì của ngôi nhà? 36. Địa chỉ của ngôi nhà. Không, cái gì của ngôi nhà? Số gì? Số. Số nhà, được chưa? Rồi. Cái hàng thứ hai đầu tiên sẽ viết cái số nhà hoặc là cái số căn hộ của mình. Sau đó tới cái gì? The road. Cherry Tree Road là cái gì? Cherry Tree Road là cái gì? Cái gì của cái đường? Cherry Tree. The name á. Rồi, đầu tiên là số nhà, tiếp theo là cái gì của cái đường? Cherry Tree, ví dụ như đường Tô Ngọc Vân đi, Đinh Tiên Hoàng đi, đó là cái gì của cái đường? Địa điểm. Trời ơi, là tên đường. Trời đất ơi, cô nhắc tới như vậy luôn mà không nghĩ ra luôn hả? Cái hàng thứ hai, mình sẽ ghi số nhà và tên đường. Được chưa? Rồi, number 4, London. London là ở đâu? Ở nước London. London là ở nước London. Nước London là nước nào? Hả? Nước London là nước nào? London nó là một cái thủ đô, một cái thành phố lớn ở nước Britain. England là nước gì? Nước Anh. Ờ. Vậy thì sau đó, sau khi viết số nhà và tên đường, mình sẽ viết tới thị trấn hoặc là thành phố. Được chưa? Là cái nơi mà cái nơi bao quát hơn cái số nhà và cái đường. Đó là một cái vùng đó đó. Có thể là thị trấn hoặc là thành phố. Rồi. Number 5. SW351H. Cái này là một cái dãy số và chữ đúng không? Nó là cái postcode. Có nghĩa là cái mã thư. Cái mã của cái thư, được chưa? Cái mã đó là người ta nhận diện cái thư của mình á. Rồi, bây giờ cô nhắc lại một lần nữa, rồi sau đó cô sẽ hỏi nhắc lại nha. Rồi, mình có 5 bước để mình điền vào cái phía bên ngoài của cái bìa thư. Đầu tiên là cái tem, đúng không? Tem sẽ được đặt ở phía trên góc bên phải. Dòng đầu tiên sau khi dán tem sẽ là tên của cái người gửi, đúng không? Dòng thứ hai sẽ là số nhà và tên đường. Dòng thứ ba sẽ là cái khu vực, cái vùng, cái thị trấn hoặc là cái thành phố. Rồi, dòng thứ 5 sẽ là cái mã thư. Ok. Nha. Rồi, cho một phút để ghi nhớ. Sau đó cô hỏi lại đó. Rồi bây giờ cô hỏi nha. Rồi cho cô biết dòng thứ tư viết cái gì. Dòng thứ tư trong thư viết cái gì? Rồi dòng thứ tư khác bước thứ tư nha. Dòng thứ tư là cái hàng chữ thứ tư. Còn bước thứ tư là cái bước tính từ cái tem nữa nha. Cái bước thứ tư là cái số 4 trong đây. Và là dòng thứ ba. Hiểu chưa?
nên là hơi lộn xíu nha. Rồi cho cô biết dòng thứ tư ở trong thư, dòng cuối cùng á, viết cái gì? Mở mic chưa? Chưa mở mic kìa. Dòng thứ tư trong cái bức thư viết cái gì? Dòng cuối cùng á. Đất nước. Hả? Viết đất nước. Rồi, cái dòng thứ tư là cái dòng chữ á nha, ngoại trừ cái tem á. Cái dòng thứ tư ngoại trừ cái tem là cái dòng cuối cùng ở trong đó đó, bỏ qua cái tem đi. Còn cuối thư viết cái gì? Dòng postcode là gì? Viết. Rồi bây giờ mình nói bước đi ha. Rồi bây giờ nói đơn giản bước cho dễ hiểu. Rồi bước thứ 5 trong cái thư là viết cái gì ạ? Bước thứ 5 trong thư viết cái gì? Cái gì? Mình cô nói cái đó là postcode là cái gì ạ? Đường. Không, mã thư. Cái dãy số đó là cái mã, hiểu không? Cái mã của cái thư. Ghi vô ngay lập tức. Postcode là mã thư. Mà a nhã mã đó, hiểu chưa? Cái mã của cái thư. Rồi bước đầu tiên là làm gì? Bước đầu tiên là làm gì ạ? Bước đầu tiên khi viết thư á có cái số 1 luôn kìa. Tìm. Tem. À, làm cái gì với cái tem? Trả lời nó rất là đơn giản, trả lời nhanh giùm tôi cái, học tới 9 giờ rưỡi nha. Làm cái gì với cái tem vậy? Viết lên cái tem. Cái tem có chữ sẵn rồi, có hình sẵn rồi, viết làm chi? Cái tem cần như thế nào nó mới dính vô cái thư? Hả? Dán. Ờ, dán cái tem mà dán ở đâu? Dán ở bên phải thứ tư. Ờ, phía bên phải phía trên. Rồi, dòng thứ. Rồi, bước thứ ba là làm gì? Bước thứ ba là địa chỉ đường. Ờ. Bước thứ ba là ghi số nhà và tên đường. Rồi, bước thứ tư. Bước thứ tư là đất ghi nước. Gì? Không, London không phải là đất nước. Cô nói nó là một cái thành phố của nước gì? Thành phố. Thành phố của nước Anh thì nó giống như là thành phố Hồ Chí Minh của nước Việt Nam vậy đó, hiểu không? Nó là một cái gì? Nó là một cái thành phố, nó là một cái vùng. Được chưa? Được rồi. Rồi, mình có bước thứ hai là ghi cái gì? Bước thứ hai là Harry Jones á. Ờ, ghi tên. Rồi giờ con nhắc lại nha. Nghe nha. Bước đầu tiên mình sẽ dán tem ở phía bên phải góc trên. Bước thứ hai ghi tên. Bước thứ ba ghi số nhà và tên đường. Bước thứ tư ghi thành phố hoặc là cái khu vực. Và bước thứ năm là ghi mã của cái thư. Được chưa? Mình học, mặc dù mình không có biết thư nhưng mà mình phải học để mình biết. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ sang bài tập Read and Circle này. Rồi đọc và khoanh tròn. Bây giờ mình có 4 câu. Đọc và khoanh tròn sao cho đúng, nó khớp với lại cái trình tự mình học ở trên. Rồi 3 phút để làm. Hai phút.
Rồi, đọc câu 1 chưa cô? Nào nào. Một là the same goes on the right. À. Cái tem thì nó phải ở phía nào? Ở phía phải. À, ở bên phía bên phải. Rồi, number 2. The toe was on the road. Goes. The town goes. The after the girl. After. After the girl. Rồi, dịch cho cô. Cái khu vực, cái vùng thì nó phải như thế nào so với cái tên đường? Trước hay sau? Đi trước hay sau? Sau cái tên đường. Đúng rồi, sau là after, đúng. Rồi, number 3. The house number goes before the road. The house number goes before the road. Rồi, chính xác. Cái số nhà nó sẽ ở trước cái tên đường. Rồi, number 4. The bus goes at the top. Yeah. Goes at the top. Yeah. Rồi at the top hả? Rồi cái gì mới ở trên? Cái gì mới ở trên cùng của bức thư vậy? Tên. Cái stamp đúng không? Stamp mới ở trên cùng. Vậy cái gì? Cái postcard là cái nào trong bức thư? Postcard là cái nào trong bức thư? Postcard là cái dãy này này, cái dãy cái mã thư này, SW35YH này. Cái này nó ở đầu hay là nó ở đầu bức thư hay là nó ở cuối bức thư? Nó ở cuối bức thư. Ờ, ở cuối, vậy là top hay là end? End. Ờ, end là cái cuối, cái kết thúc, cái cuối cùng đó, được chưa? Rồi. Bây giờ mở sách bài tập ra. Rồi mở sách bài tập trang 58. Rồi bây giờ trang 58 đúng không? Bây giờ number 1 này. Nhìn cái lá thư là biết rồi đúng không? Ở bên phía bên trái nó sẽ có 6 5 cái dòng, sắp xếp 5 cái dòng theo cái quy tắc mà mình đã học khi nãy. Rồi. Sắp xếp cho cô. Theo cái quy tắc mà mình đã học nha. Điền vô sao cho nó chuẩn với bốn cái hàng chữ này. Cái bước này là nó sẽ bỏ qua cái tem nha. Rồi cô cho 3 phút để làm.
Philip. Yeah. Rồi. Rồi cho con biết number one, Martha Lewis, nó là cái gì ạ? Tên. Đúng rồi, tên. Rồi dòng thứ hai ở sau tên sẽ là cái gì? Đường. Tên. Đường. Rồi. Đường nào? Đường 472. Khoan đã. Số 472 đó là cái số đúng không? Vậy là cái số nó phải ở trước cái đường hay là ở sau cái đường? Ở trước cái đường. Đúng rồi, cái số nhà sẽ phải ở trước cái đường. Và cái số và cái con đường nó sẽ ở cùng một dòng hay là khác dòng với nhau? Cùng một dòng. Đúng rồi, cùng một dòng. 472. Rồi gì nữa? 472. High Street. High Street. High Street. Rồi. Dòng thứ ba điền cái gì? Dòng thứ ba điền nước. Nước hả? Thành bỏ qua cái bật cái chữ nước cho con. Điền cái vùng, cái khu vực. Có thể là thị trấn, có thể là thành phố. Vậy ở đây cái chỗ nào thể hiện cái town, cái khu vực, cái vùng? Nhóm thứ ba điền gì ạ? Nhóm thứ ba điền. Điền từ gì? Oxford. 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 Rồi, biết Oxford ở đâu không? Ở South Oxford. Không, Oxford nó ở một cái đất nước. Oxford nó cũng ở nước Anh luôn, được chưa? Có nghe đã học Oxford chưa? Đã học Oxford, đã học Harvard. Thiên đường trong mơ của học báo toàn thế giới nè. Rồi. Yeah. Đúng rồi, Oxford Discover. Rồi, sách đẹp quá ha. Rồi, Oxford nó là một cái trường đại học danh tiếng ở Anh và lâu đời, nó có cái thời thành lập mấy trăm năm rồi ha. Nó là một trong những cái trường đại học hàng đầu thế giới. Ừ. Học ở Oxford rất là những người rất là giỏi luôn mới được vào của thế giới luôn nha, chứ không phải là ở đất nước mình đâu ha. Rồi, Oxford. Rồi, ở đây. Oxford là tên của một trường đại học ở cái vùng, ở cái thành phố Oxford đây đó ha. Rồi, và cái hàng cuối cùng là cái gì ạ? Địa điểm nhà. Không, postcode, mã thư. Cái dãy số của cái thư đó, được chưa? ALAL386B. Rồi, nhớ nha, nó là cái mã của thư. Cái này mình hơi lạ, nhưng mà nó là cái dãy số để mình nhận diện cái thư của mình á. Rồi, ok, mình xuống bài 2 ha. Read the letter and write. Rồi, cái này chỉ là điền cái những cái từ vào chỗ trống ha. Ở đây mình còn từ plan, the pool, the holiday, hospital, cat and hotel. Rồi điền vào cái bài cho cô. Cô cho 2 phút để điền. Philip.
Rồi, cho nó biết number one điền từ gì? Plan. Plan, plan là cái gì ạ? Kế hoạch. Rồi, number two, I'm sorry, number two điền plan, number one điền beach rồi nè. Number three điền cái gì ạ? Pool. No, 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 number three, cái số 3 này. Đừng lộn, cái số 4 nhạc, số 3 là cái gì? Here. Hả? Here. We stayed in a gì? Mình ở đâu? In a holiday. In a gì? Mình ở đâu? Bây giờ tìm trong 6 cái 7 cái từ này, cái từ nào chỉ cái địa điểm ở? In the hospital. Trời ơi, ở đi đi nghỉ mát mà ở bệnh viện suốt rồi đi đi gì vậy hả? Đi nghỉ mát mà ở bệnh viện làm sao? Sao mà xui xẻo vậy? Ở đâu? Hospital. Hotel, trời đất ơi, cô dạy, hôm nay cô không có dạy, cô vắng dạy 3 buổi là học kỳ cục rồi nha. Muốn ôn bài đúng không? Hotel là ở đâu vậy? Hotel là ở đâu? Ở... Đi du lịch thì ở đâu? Ở địa điểm. Trời đất ơi, đi du lịch thì ở đâu? Ở địa điểm. Đi du lịch vậy là đi du lịch ngủ ngoài đường á hả? Đi du lịch là ngủ ở đâu? Ngủ ở trong khách sạn. Trời đó, ừ, khách sạn, hotel là khách sạn nha. Rồi, number 4. Number 4 là điểm gì? Number 4 là điểm pool. À, swim in the pool. Number 5. Here. It was a brilliant gì đó, but there was one problem. Rồi, một cái gì mà một cái chuyến đi tới biển thì mình gọi nó là một cái gì? Holiday. Ừ, một cái kỳ nghỉ. Rồi, number 6 thì cái gì? My little brother Pete fell over by the pool and hurt his hospital. Trời ơi, hurt his hospital. Rồi giờ cô dịch thử nha. Em trai của tôi Pete ngã xuống hồ bơi và bị đặt bệnh viện. Làm sao? Điền cái từ nào? Here. Hurt his. Rồi, hat ông ơi. Từ này đọc là hat, đọc 3 lần cho cô nghe coi. Hat. Rồi, hat là ở đâu vậy? Cái gì mà có tóc? Cái gì mà mọc tóc? Ở đầu. Ừ, đầu. Rồi, number 7. We have to go to the... Em trai bị dập đầu thì đi đâu? Hospital. À, hospital, bệnh viện ha. Ok, cô dặn bài tập nha. Bài tập này bắt buộc phải làm nha. Tại tháng này chưa có nộp bài tập cho cô. Rồi, bài tập của bạn Sơn sẽ là... đợi xíu để cô coi lại bài tập cũ coi. Rồi làm skill time trang 57. Trở về trang trước làm hết bài tập trang trước rồi chụp lên đăng up lên group cho cô. Bài tập trang 57 á, thấy không? Yeah. Hôm nay mình làm bài trang 58 rồi làm bài trang 57 nộp cho cô. Chụp hình up lên group nha, trang 57 ghi số 57 chà bá tập cho cô coi. Không có quên nha, tuần sau tôi kiểm tra đó, không làm tôi cho copy đó. Chấp phạt nha. Rồi. Trời, đợi xíu nha. Trời ơi, sao mà cái trang nó bị cái gì ta? Rồi, đúng rồi, bài này nè. Lesson 6 trang 50. À không, làm lesson 6 trang 59 đi. Không làm trang 57 nữa, làm trang 59 đi nè. Rồi bỏ trang 57 nha. 59, ghi nhớ số 59 cho cô. Làm xong rồi chụp hình up lên group nha. Goodbye. Nhớ giùm nha. Goodbye teacher, see you. Bye bye. Bye.